anh có thử cảm nghĩ về cán gì anh sắp gần sao? Cán gì sắp đâu? Anh sắp cái này là cái thứ mấy rồi? Cái đầu tiên. Từ những cái gần trước rồi anh cứ tích để được nghiệm đi. Này đâu, đang đâu quay phải không? Có quay không? Đang quay á. Rồi quay chi trời. Tôi quay tôi mới nói lại có tiểu tôi nghe không? Quay cái gần á, sắp tới bạn rồi. Hôm nay.